Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra một loạt khuyến cáo nhằm phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Viện Công nghệ Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa công bố đã hoàn thành việc nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát hiện nCoV cho kết quả trong 80 phút. Bài học về phòng chống và ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 từ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng hợp tình hình mưa sông kèm mưa đá gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân một số tỉnh miền núi phía Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra một loạt các khuyến cáo nhằm phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Theo khuyến cáo của WHO, tại nơi làm việc cần thường xuyên lau các bề mặt và các đồ vật bằng chất khử trùng, thúc đẩy phương án làm việc từ xa trong cơ quan bạn, tuân thủ các nguyên tắc cần hạn chế đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người, phổ biến cho nhân viên, khách hàng của bạn biết rằng nếu virus corona bắt đầu lây lan trong cộng đồng thì bất cứ ai chỉ cần ho hay sốt nhẹ đều phải ở nhà. Nhân viên và đối tác cần tham vấn các khuyến cáo về đi lại trong nước trước khi thực hiện các chuyến công tác. Tăng cường vệ sinh đường hô hấp và rửa tay thường xuyên. Mới đây tại Hà Nội, Viện Công nghệ Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa công bố đã hoàn thành việc nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát hiện nCoV. Bộ sinh phẩm sử dụng công nghệ sinh học phân tử cho kết quả trong 80 phút. So sánh với bộ kit WHO đang sử dụng chẩn đoán nCoV cho độ nhạy tương đương. Nguyên lý chung của bộ sinh phẩm dựa trên công nghệ nền là kỹ thuật sinh học phân tử. Hiện nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm đánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu trên nhóm virus gây bệnh hô hấp ở người, không phải nhóm corona, do Viện Y học Dự phòng Quân đội và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cung cấp các mẫu chuẩn để kiểm tra kit có bị dương tính giả hay không. Kiểm tra trên 20 mẫu bệnh phẩm virus gây bệnh đường hô hấp chính ở người cho độ đặc hiệu 100%, độ nhạy đánh giá trong phòng thí nghiệm, so sánh với 3 bộ kit gồm của WHO, của Trung Quốc, của công ty BCE, cho thấy độ nhạy và độ đặc hiệu của Viện Công nghệ Sinh học tương đương kit WHO đang sử dụng. Cái hình dung như là chúng ta đi tìm một cái virus COVID-19, ví dụ như mình đi tìm người Việt Nam hạn, thì chúng tôi đầu tiên chúng tôi sẽ tìm một cái là tất cả những người châu Á là tìm được. Sau đó có người châu Á sàng lọc ra rồi, chúng tôi sẽ tìm một cái đặc hiệu cho mọi người tìm phân lọc gọi là tìm nhân kiếm người Việt Nam. Thì cái kit của tôi cũng dựa trên nguyên lý như thế. Để có được kết quả này, nhóm nghiên cứu đã tập trung làm việc trong 4 tuần liên tục. Hiện nhóm mong muốn các đơn vị có chức năng như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá khách quan độ nhạy và độ đặc hiệu trên mẫu bệnh phẩm của bộ kit này. Chi phí so sánh với các kit chuẩn thương mại của các hãng khoảng 500 đến 700 nghìn đồng. Nhưng nhóm nghiên cứu đã chủ động được công nghệ nên giá thành sẽ rẻ hơn. Chúng tôi đã liên lạc với lại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xin họ cái mẫu ARN để mà về tách các cái gen đó. Bởi vì là nếu mà chúng ta không có cái nguyên vật liệu trong tay thì chúng ta không thể. Vì các cái gen chúng ta có trong tay chứ không phải chỉ trình tự của nó. Thì chúng ta không thể nào phát triển được cái kit, những cái mẫu, ví dụ đối chứng dương tính ở đâu. Hay là dựa vào những cái sản phẩm đó để mà phát triển, nghiên cứu cái bộ sinh phẩm tại cái khoa của chúng tôi. Thì cái bộ kit này ấy, thì mình làm chủ được thì cái trình độ của mình là tương đương với cả cái bộ kit mà hiện nay là WHO khuyến cáo mọi người sử dụng để mà chẩn đoán. Ngoài ra thì Viện Hàn Lâm cũng cho các cái nghiên cứu liên quan đến các cái bộ kit mà mình có thể sàng lọc nhanh, có thể phát hiện cái bệnh trong khoảng độ 5 đến 10 phút, tức là giúp cho cái việc mà sàng lọc rất là nhanh, có thể độ nhạy thì không bằng. Bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu mong muốn thử nghiệm bộ kit này trên mẫu lâm sàng và xin phép Bộ Y tế phê duyệt. Nếu được ứng dụng thực tế, Viện Công nghệ Sinh học có đủ năng lực để cung cấp hàng nghìn bộ kit này. Thực hiện công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế khu vực miền núi phía Bắc đã hoàn thành việc nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chuẩn của khoa miễn dịch di truyền phân tử, đủ điều kiện để xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành thẩm định và nhất trí đề xuất Bộ Y tế cấp phép cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã có đủ điều kiện về an toàn sinh học, trang thiết bị, cơ sở vật chất và con người để thực hiện xét nghiệm virus COVID-19.
Phòng xét nghiệm của bệnh viện được trang bị đầy đủ các thiết bị, hệ thống máy được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo sử dụng cho kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Cùng với việc nâng cấp hệ thống thiết bị, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ, kỹ thuật, y bác sĩ khoa sinh học phân tử, quy trình xét nghiệm, chẩn đoán, đảm bảo có thể thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán trên 200 mẫu bệnh phẩm một ngày và có thể cao hơn nữa khi có dịch xảy ra, đồng thời hỗ trợ công tác xét nghiệm, chẩn đoán cho các bệnh viện tuyến dưới trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, với 6 trên tổng số 16 ca mắc COVID-19 đã khiến xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trở thành tâm dịch của Việt Nam. Hàng loạt các biện pháp khoanh vùng, xử lý dịch, trong đó có cách ly xã Sơn Lôi với mục tiêu không để dịch lây lan trong cộng đồng đã được áp dụng. Đã qua 21 ngày, xã Sơn Lôi không phát hiện thêm ca bệnh mới. Điều này đã thể hiện biện pháp cách ly, khống chế dịch và 4 tại chỗ là đúng đắn, hiệu quả. Chống dịch bệnh COVID-19 chỉ đạo thành lập tại đây nhằm kiểm soát chặt chẽ những trường hợp nghi nhiễm có tiếp xúc gần với người bệnh. Cách ly theo 4 lớp, người bệnh, người nhà người bệnh, người tiếp xúc với người nghi nhiễm và người đã tiếp xúc với người nghi nhiễm. Điều này đã ngăn ngừa sự lây lan ra cộng đồng và giúp Việt Nam khống chế được dịch bệnh COVID-19 tại xã Sơn Lôi. Chúng ta thực hiện cách ly cả một vùng dịch, cả một cộng đồng để khoanh vùng, cô lập toàn bộ vùng dịch và ngăn chặn không cho cái nguồn bệnh có thể thoát ra ngoài và không lây lan sang các địa phương khác. Cho nên ý nghĩa của cái việc mà chúng ta tiến hành ngăn chặn rồi là khoanh vùng cách ly Sơn Lôi là có cái vai trò rất quyết định cho cái việc ngăn chặn, không cho dịch lây lan. Ngay từ khi xuất hiện những ca bệnh nhiễm COVID-19 đầu tiên, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong điều trị, giám sát các ca bệnh. Khám Đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã điều trị khỏi 5 bệnh nhân. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa 1 bệnh nhân. Người bệnh thế thì là phải có cái sàng lọc rất nhanh. Cái rất quan trọng vì chúng ta không để người nghi ngờ tiếp xúc với những người bệnh khác. Việc thứ hai phải đưa cái trạm y tế xã đó trở thành một cái phòng khám đa khoa với sự hỗ trợ của các đơn vị khác để cùng tham gia. Hiện nay thì tại phòng trạm y tế xã Sơn Lôi thì tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động lực lượng từ bệnh viện 1-9 và chúng tôi thì tổ công tác thì có huy động bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhi Trung ương. Phát huy thế mạnh của y tế cơ sở là trạm y tế xã, những cán bộ gần dân nhất để nắm bắt sức khỏe của từng hộ gia đình, kết hợp với việc vận động, tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng nhà, từng ngõ xóm. Nhờ vậy, người dân tại đây đã đồng thuận và tự giác thực hiện các biện pháp cách ly và khoanh vùng. Còn anh em ở các bộ trạm và những cái thôn vẫn tiếp tục là công tác phun khử khuẩn, là công tác tuyên truyền, vẫn kiểm tra các trường hợp cách ly đã về nhà, kiểm tra hàng ngày trong 7 ngày. Bước đầu thì một số hộ gia đình cũng còn e dè, tỏ thái độ cũng chưa được tích cực, nhưng mà ngay khi mà đã có các cái ban chỉ đạo vào cuộc đó thì các cái hộ dân cũng dần dần từng bước, mà sau này thì có thể nói là cái độ hợp tác rất là tích cực. 20 ngày khoanh vùng, xử lý dịch tại nơi đây cũng là những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch khi có trường hợp xấu nhất xảy ra. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, gần một tháng nay, các chiến sĩ bộ đội biên phòng phải ăn lán ngủ rừng thay nhau gác biên 24/24 giờ. Họ đã trở thành chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu Tổ quốc trong việc ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 qua biên giới. Tại Lào Cai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị trên dọc tuyến biên giới tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu phụ, lối mở. Tất cả người kèm hành lý xách tay muốn nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam đều phải khai báo y tế đầy đủ, đồng thời qua một luồng duy nhất có bố trí hệ thống giám sát thân nhiệt tự động. Tại các khu vực biên giới, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Lào Cai cũng phối hợp với lực lượng biên phòng triển khai tuyên truyền và kiểm tra sức khỏe cho người dân. Tại Lạng Sơn, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế cũng khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường việc kiểm dịch y tế đối với người và phương tiện nhập cảnh, quá cảnh và hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn. Tỉnh Lai Châu có đường biên giới dài và có nhiều lối mở nên nguy cơ lây bệnh là rất cao. Chính vì vậy, lực lượng biên phòng, y tế và các xã biên giới đã tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và khuyến cáo cho người dân chủ động phòng chống lây lan. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, học sinh các trường trung học cơ sở được nghỉ học từ ngày 3 tháng 2 cho đến nay. Học sinh trung học phổ thông và các sinh viên các trường cao đẳng đại học mới quay trở lại trường học chưa lâu. Thế nhưng thay vì tìm các biện pháp ôn bài và phòng dịch, thì nhiều học sinh sinh viên đã lựa chọn các quán game để giết thời gian.
Đối lập với cảnh vắng vẻ nơi công cộng thì tại nhiều quán internet lại khá đông khách. Không chỉ đến chơi trong ngày, nhiều bạn trẻ còn ăn ngủ luôn tại đây, trong khi các cấp các ngành khuyến cáo hạn chế việc tập trung đông người. Các bạn nghỉ học ở nhà cũng không biết làm gì chị ạ. Mỗi quán internet thường có từ 50 đến 70 máy, có những quán đông lên đến hàng trăm máy, tương ứng với số máy là số người chơi. Mỗi ngày mỗi quán có hàng trăm lượt khách ra vào chơi game, song hầu như không ai áp dụng biện pháp phòng bệnh nào cho mình. Chúng em ấy chơi cũng như bình thường thôi nên là cũng không cần phải đeo khẩu trang hay là khử sát khuẩn gì hết. Mình không sợ bị bệnh. Dạ không ạ, vì ở đây cũng chả có dịch, chả sợ. Người chơi chủ quan không có biện pháp phòng bệnh, còn người kinh doanh những quán internet này cũng không mấy mặn mà trong việc vệ sinh sát khuẩn các khu vực trong quán. Em thấy là nhiều nơi thì họ còn trang bị cả nước sát khuẩn để khách tham gia được có thể sát khuẩn khi chơi. Nhà em thì chưa, bởi vì cũng chưa có sự chuẩn bị. Chắc rồi em phải mua để cho mọi người chơi, bảo đảm sức khỏe cho mọi người. Cùng với việc vệ sinh phòng dịch tại các địa điểm công cộng như trường học, nhà văn hóa, các chợ, mỗi địa phương cũng cần quan tâm, tăng cường quản lý và có biện pháp vệ sinh phòng bệnh tại các quán internet. Trong địa bàn xã có một số cái cửa hàng internet hoạt động thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến tất cả các chủ cơ sở rồi. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là mời các chủ quán đến để tiếp tục tuyên truyền vận động để cái cách phòng chống có mấy hình thức. Cái thứ nhất là các cái đối tượng đến tập trung chơi internet phải đeo khẩu trang. Cái thứ hai là phải thuốc sát khuẩn phun hàng tuần định kỳ một lần, đồng thời là có cái chất tẩy rửa và xà phòng để làm sao là ngăn chặn được cái dịch. Các biện pháp vệ sinh phòng dịch chỉ mang tính tương đối để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Mỗi người phải nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, hạn chế nơi tập trung đông người. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sở Khoa và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài thực trạng và giải pháp can thiệp quản lý theo chuỗi chất lượng nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các nhà máy xí nghiệp trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2019. Đề tài do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chủ trì thực hiện trong 2 năm, trong đó đã tiến hành điều tra nghiên cứu gần 400 bếp ăn tập thể và hơn 800 cơ sở cung cấp nguyên liệu trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy nhiều cơ sở cung cấp nguyên liệu chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhận thức về lựa chọn thực phẩm sạch còn hạn chế, từ đó đề tài đưa ra giải pháp nhằm quản lý theo chuỗi chất lượng thực phẩm tại các bếp ăn tập thể như ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, quy hoạch phát triển vùng sản xuất nông sản sạch, phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, xử lý các bếp ăn sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng dông lốc trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại nhiều cho người dân, nhất là người dân khu vực miền núi phía Bắc. Sau đây là tổng hợp một số thiệt hại do hiện tượng thời tiết bất thường này gây nên tại một số tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mưa đá kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản hoa màu của người dân. Khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, trong đó thiệt hại tập trung ở các xã Nậm Sỏ, Nậm Cần, thị trấn Tân Uyên, các xã vùng cao Giào San, Tung Qua Lìn, Mồ Sang của huyện Phong Thổ. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 1,2 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo chính quyền các huyện thành lập các đoàn công tác liên ngành xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền các xã, triển khai khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại. Trong đó giao cho Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các xã, thị trấn, vận động tuyên truyền nhân dân khẩn trương khắc phục để nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt. Riêng đối với các hộ bị thiệt hại về nhà ở, các xã vận động hỗ trợ di chuyển đồ đạc, tài sản đến nhà người thân để ở nhờ, ở tạm. Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 mét, nên trong đêm ngày 2 tháng 3 và rạng sáng ngày 3 tháng 3, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa rào và dông kèm theo sét đã làm một người chết và 11 người bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền huyện Đồng Văn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục hậu quả, đồng thời đến động viên gia đình có người chết và bị thương. Mưa dông cũng đã khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái tại thành phố Hà Giang và các huyện Hoàng Su Phì, huyện Đồng Văn, Xín Mần. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào và dông. Trong cơn mưa dông, xảy ra mưa đá, gió lốc đã gây thiệt hại về tài sản của người dân. Đặc biệt,
trận mưa dông kèm mưa đá diễn ra rất nhanh và bất ngờ, thế nhưng đã gây ra những thiệt hại lớn trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trận mưa lốc tối ngày 3 tháng 3 trên địa bàn thành phố Yên Bái đã khiến 4 người bị thương, trên 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 23 cột điện bị gãy đổ, hàng chục nhà trường bị tốc mái và hư hỏng, đồ dùng, thiết bị học tập, trên 200 cây xanh bị gãy đổ. Đến 9 giờ sáng ngày 3 tháng 3, tình trạng mất điện cục bộ vẫn đang diễn ra trên địa bàn thành phố. Bản thân tôi không biết được bởi vì là lúc ấy đóng cửa vào, nó nhanh lắm, nó chỉ khoảng 1 phút thôi. Nó thấy dầm là xong thôi, ra lúc mở cửa ra thì nó tan hoang, thực ra cơn lốc nó không có nhanh. Nó chỉ khoảng 1-2 phút thôi nhưng mà nó tàn bạo, nó lấy các anh quanh cái nhà tôi tầng 3 kia, nó bay hết cả mái, trong tét nước rơi hết. Đây giàn lan của vợ rồi, đến nhà xe gửi dịch vụ bay hết. Chưa bao giờ có thế này đâu. Ra đây tôi ở đây bao nhiêu năm nhưng mà tôi ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa thấy trận mưa nào to như hôm nay. Dân thì thiệt hại nhiều đấy, nhưng mà rất là nhanh. Nói chung là chỉ khoảng mấy phút rồi đã ấm ấm về rồi. Đấy, thế này là mà mưa đá, mưa to đấy, mưa đá này này. Thế còn ở trên đây thì dân thiệt hại nhiều mà tất cả những cái mái tôn ở bên trên tầng 3 là xuống hết. Hiện nay chính quyền địa phương đã chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức đi kiểm tra, chỉ đạo các giải pháp khắc phục hậu quả của dông lốc, mưa đá. Tuy nhiên, công tác này hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn do tình trạng mất điện cục bộ vẫn đang diễn ra trên diện rộng. Nhà mình chưa khắc phục được gì bởi vì điện có đâu mà khắc phục được cháu. Chả là khắc phục được gì, bởi nhà kia thì mái tôn thì nó bay sang bên kia kìa. Nó bay sang vị trí khác thì bây giờ cũng chả làm được cái gì, vì điện chẳng có, chẳng làm được gì cả. Chúng tôi rất là mong muốn có điện để chúng tôi còn có kịp sửa chữa. Ủy ban xã đã huy động toàn bộ cán bộ, lực lượng, vũ trang xuống từng cơ sở, từng thôn, nắm bắt địa bàn, giúp bà con nhân dân khắc phục một cách tối đa và càng sớm càng tốt trong cái thời gian sớm. Theo dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, nên trong đêm ngày 3 tháng 3 và sáng ngày 4 tháng 3, tại các địa phương trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa rất to, người dân cần nhanh chóng chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Thời gian gần đây, nhiều trạm bơm thủy lợi ở huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương không hoạt động được do nước sông bị ô nhiễm. Các thiết bị trong trạm bơm xuống cấp, rỉ sét nên không thể bơm nước tưới phục vụ cho sản xuất. Tuyến kênh Trung Thủy Nông Đò Cậy Tiên Kiều với chiều dài trên 8 km chuyên cung cấp nước tưới cho hơn 300 hectare đất sản xuất của thị trấn Cai Lệ, xã Tân Trường và các khu vực xung quanh huyện Cẩm Giang. Từ nhiều năm nay, do nguồn nước ô nhiễm nên hệ thống thủy nông không thể cung cấp nước đảm bảo chất lượng cho sản xuất. Những ngày xả nước thì người dân mới lấy nước cho sản xuất, còn ngày thường đây là một con kênh chết. Tình trạng nước tưới vừa qua là nó rất ô nhiễm. Bọn tôi bằng trực quan cảm thấy là nó rất đen và có mùi rất khó chịu. Nó ảnh hưởng lớn đến cái công tác là chất lượng tưới cho cây lúa và ảnh hưởng đến cái máy móc thiết bị của chúng tôi. Nó không thể bơm được vì là nó quá bẩn. Dân người ta phản ánh nhưng chúng tôi không tưới được. Trạm bơm An Hóa 2 thuộc thị trấn Lai Cách thỉnh thoảng mới hoạt động và thường xuyên phải đắp chiếu vì các thiết bị đã bị xuống cấp. Thanh chắn rác đã bị rỉ sét, không còn chức năng chắn rác. Các máy bơm bị xuống cấp, hư hỏng và không thể hoạt động được do nguồn nước ô nhiễm gây hư hại. Cho máy móc thì đồ đấy là nó han rỉ hết. Ví dụ như cái chắn rác của chúng tôi là nó bị thủng hết cả. Chỉ ngâm được khoảng một vài hôm là nó lại bị thủng hết vì nước nó bị ô nhiễm quá nặng như thế. Người dân ở đây cho biết nguồn nước ô nhiễm là do nhiều nhà máy xí nghiệp xả ra kênh. Hầu hết các trạm bơm đều trong tình trạng hoạt động cầm chừng hoặc không hoạt động được. Các thiết bị hỏng rất nhanh khi được thay thế và sửa chữa. Các cấp chính quyền cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa để người dân có nguồn nước sạch cho sản xuất, đồng thời bảo vệ các công trình thủy lợi. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.